Năm 2021 có thể nói là một năm có nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng các giải pháp linh hoạt quyết liệt của tỉnh và sự chỉ đạo động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Sau đây là 10 sự kiện nổi bật do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên bình chọn. Ngày 19 tháng 12, lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự. Đây là sự kiện nhằm ôn lại và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Hưng Yên, của Đảng bộ tỉnh, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống tích cực thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hưng Yên là vùng đất địa linh nhân kiệt, có lịch sử và văn hiến lâu đời, giàu truyền thống yêu nước cách mạng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Từ khi thành lập, tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm nên những chiến công mới. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên đã chung sức đồng lòng để mạnh đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành quả, thành tựu quan trọng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Ngày 23 tháng 12, tỉnh Hưng Yên vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao 5 điểm sáng của Hưng Yên như phát triển kinh tế, xã hội, các chỉ tiêu đều đạt và vượt, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đời sống của người dân được nâng cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở một số giải pháp mang tính đột phá để tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững. Tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 5 vấn đề như phân cấp, phân quyền cho tỉnh phê duyệt quy hoạch, quyết định chủ trương đầu tư khu công nghiệp dưới 300 ha, chuyển mục đích sử dụng đất dự án trên 10 ha đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng 22.000 ha đất nông nghiệp, tăng 8.000 ha đất công nghiệp, dừng việc giao cho Vinify làm chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Lý Thường Kiệt và Tân Dân. Điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ trên sông Hồng. Thủ tướng cơ bản nhất trí các đề xuất kiến nghị của tỉnh và giao cho các bộ cơ quan của Chính phủ tổng hợp nghiên cứu tham mưu để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Cùng với cả nước, đông đảo cử tri tỉnh Hưng Yên đã hăng hái đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98%, cử tri phải cách ly liên quan đến dịch COVID-19, được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu cao nhất về công tác phòng chống dịch. Tỉnh Hưng Yên đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu đủ 53 trên 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cấp huyện bầu đủ 323 trên 323 đại biểu. Trong quá trình bầu cử không xảy ra sai sót, an toàn, đúng luật, các cử tri đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền các cấp. Năm 2021, Bộ Chính trị có quyết định phân công điều động đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Hưng Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu thị quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Năm 2021, tỉnh Hưng Yên có thêm 4 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, 5 dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 3,3 tỷ đô la Mỹ. 4 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương với tổng vốn đăng ký 300 triệu đô la Mỹ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên
ký bản ghi nhớ hợp tác với hai nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 3,6 tỷ đô la Mỹ, bằng 1/4 tổng vốn đầu tư thu hút của tỉnh sau 25 năm tái lập. Tỉnh Hưng Yên đã khởi công nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình. Cùng với hệ thống giao thông hiện hữu, các dự án này hoàn thành sẽ là điểm đột phá về giao thông, kết nối hệ thống đường trong tỉnh Hưng Yên với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, các đường vành đai của thủ đô, các đô thị lớn, cảng biển, sân bay ở khu vực miền Bắc, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của Hưng Yên. Trong năm 2021, Hưng Yên cùng với cả nước tiếp tục trải qua đợt dịch COVID-19 thứ tư. Với tinh thần chủ động quyết liệt phòng chống dịch bệnh linh hoạt, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 80 văn bản chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực không sử dụng ngân sách, huy động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức đóng góp hơn 430 tỷ đồng tiền, hiện vật, các trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch, đồng thời nâng cao năng lực xét nghiệm với trên 1.000 mẫu đơn hoặc trên 5.000 mẫu gộp một ngày. Đây là yếu tố quan trọng giúp Hưng Yên chuyển sang thế chủ động trong phòng chống dịch, hỗ trợ 550 cán bộ y tế cho các tỉnh, thành phố bùng phát dịch. Toàn tỉnh hoàn thành tiêm 992.000 liều vaccine mũi 2. Vì vậy, Hưng Yên hầu như không có thiệt hại về người, sức khỏe người dân được đảm bảo, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Kịp thời triển khai các chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hưng Yên đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trị giá trên 700 tỷ đồng. Tỉnh đã có chính sách riêng như tặng quà cho trên 1.400 gia đình chính sách, hỗ trợ cho người nghèo và cận nghèo trên 700 tấn gạo, hỗ trợ cho lực lượng tham gia chống dịch và người lao động gặp khó khăn tại một số doanh nghiệp trị giá trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, đã huy động cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời, tỉnh đã hỗ trợ gần 3.000 lao động Hưng Yên đang làm việc tại các vùng dịch phía Nam để bà con yên tâm ở lại. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song với những giải pháp điều hành linh hoạt cùng với sự nỗ lực vượt bậc của tỉnh cùng các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp nên số thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt kết quả cao. Thu ngân sách năm 2021 đạt trên 19.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 15.000 tỷ đồng, vượt dự toán 147%. Có 14 trên 15 sắc thuế, khoản thu hoàn thành vượt dự toán. Các cấp, các ngành đã nắm bắt và giải quyết kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp và giúp cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, đồng thời tăng cường xử lý nợ động, hạn chế phát sinh. Năm 2021, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo triển khai, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hết năm 2021, toàn tỉnh có thêm 5 đến 10 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu, có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số lên 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, huyện Văn Giang có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, tháp đất nung đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ được công nhận là bảo vật quốc gia. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 bảo vật nhóm bảo vật quốc gia. Tháp đất nung đền An Xá là hiện vật gốc duy nhất và lớn nhất của văn hóa đạo giáo còn lại trên địa bàn tỉnh. Tháp được tạo tác bằng chất liệu đất nung có niên đại thuộc thời Lê Trung Hưng, thân đế bệ bằng đá có niên đại thời Mạc. Tháp được xây dựng bằng phương pháp thủ công truyền thống với kỹ thuật nung chạm khắc tinh xảo, trau chuốt và vô cùng độc đáo. Tất cả đều được bố cục thành những mảng khối với dáng khỏe, sống động, mang đậm dấu ấn kiến trúc nghệ thuật ở thế kỷ thứ 17.